Nội dung này nói gì? Bắt đầu mời anh Phong đóng vai ba, còn bạn Giang đóng vai mẹ nha. Rồi, bắt đầu xì chá. Hút up chicken, hút up chicken. Hút up chicken. Hả chị? Rồi. Sao ok shikichi mo. Nè, bây giờ các bạn xem nội dung này nói gì nha. 그린다고는 들었는데 맛이 괜찮을지 모르겠어요. Nấu thì nấu rồi nhưng mà không biết, không biết có ngon không ha. Vị nó có được không hoặc là có ngon hay không. 아버지, 바 mới nói là 어제는 푹푹 치더니 오늘은 무슨 날씨가 이렇게 후덥지근하지? Hôm qua thì như thế nào ạ? Phúc phúc chi tà. Phúc phúc chi tà ở đây có nghĩa là gì đây? Mình có ghi vào sách rồi đó. Rất là nóng bức, nóng hầm hập hoặc là ngọt ngạt ha. Phúc phúc chi tà, rất là nóng, nóng. Tony. À, Tony này lần trước mình có giảng chưa ta? Nó có hai nghĩa. Một nghĩa là bằng với gì ạ? Ninde. À, một nghĩa là bằng với ninh tề, nhưng còn một nghĩa đó là a o so vì nên. Thì cái trong câu này hôm qua thì nóng nhưng mà hôm nay thì musun nalsiga, musun nalsiga irokke hudeopjigeun haji. Hudeopjigeun hata là gì đây? Đây cũng là nóng nhưng mà nóng của nó là rất là rít. Ôi bức, rất là rít. Tại vì độ ẩm cao mà, súp tô cá nập tà. Rất là độ ẩm rất là cao. Vì thế là nóng rất là khó chịu. Tập hết chân tô đó thôi. Cái nóng rất là khó chịu nha. Rít. Nóng rít á. Vậy thì con này mình dịch như thế nào đây? Hôm qua thì nóng oi bức. Nhưng mà hôm nay thì không biết thời tiết gì mà nóng rít vậy nhỉ? Nó có nghĩa là vậy đó. Rồi, mẹ mới nói là 비가 올 모양이에요. 비가 올 모양이에요 là gì đây? Hình như là trời sẽ mưa. Quá tương lai mà phải không? 내일 모양이다. Hình như trời sẽ mưa. 빨래를 걷어야겠어요. 빨래를 걷어야겠어요. 걷다 là gì đây? Lấy đồ vô đúng không ạ? Vậy là chắc là tôi phải lấy đồ vô quá. 다음 주부터 장마가 시작된다던데 벌써 시작인가? Cái ngữ pháp 다던데 các bạn học chưa ta? 니은 다던데 thì là dạng viết tắt của gì đây? 니은 다고 하던데 nó bằng với 니은 다고 하던데. Nghe nói là cái gì đó nhưng mà nghe nói là cái gì đó nhưng mà. Vậy câu này có nghĩa là gì đây? Nghe nói là từ tuần sau. Tám chú bù thơ là từ tuần sau đúng không ạ? Từ tuần sau mới bắt đầu mùa mưa. Chẳng may là mùa mưa. Nhưng mà lại bắt đầu sớm vậy nhỉ?
Nhưng mà sao bắt đầu sớm vậy? Vậy đó. Ôn ơi, trong mình mỗi thứ gì cái sợi hôm nay trưa hôm nay ăn gì? Trưa hôm nay mình ăn gì đây? Samgyetang gyetang이라든지 칼국수 같은 게 어떠세요? Samgyetang이라든지, tại vì samgyetang ở đây là danh từ có bát chim, vì thế mình cộng với y라든지. Ăn ăn những cái như là mì mì tươi phải không ạ? Kalguksu thì giống như mì tươi á, mì tươi hoặc là hay là gà hầm hầm xăm ha, gà hầm xăm thì anh thấy thế nào? Mình ăn mì tươi hay là ăn gà hầm xăm thì anh thấy thế nào? Để nói chồng mà. Cơ xê để xem sao. Samgyetangina mộ mộ người cá. À, mình ăn gà hầm xăm hay ăn cái gì đó đi ha. Rồi. Samgyetang cứ đi làm nha. Takilang insam katun ge pilo hande. Là gì đây? Nếu định nấu 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 món gà hầm xăm thì cần gì đây? Cần nhân sâm hoặc là và gà. Iran ở đây là và với nha. Và rồi bây giờ qua tiếp nội dung tiếp theo. Dân chơi hành thế sau kê shikichi mộ là gì đây? Kê shikita biểu ai đó làm gì đó, bắt ai làm gì đó, sai bảo ai làm gì đó. Vậy câu này có nghĩa là gì? Là gì? Anh Phong, Xuân Phong đi, Xuân Phong. Đấy, ba mà ba kêu con trai đó, ba mới nói là mình sai sai dân chơi mua về được chứ gì đâu, có nghĩa là vậy đó hen. Mình biểu dân chơi nó mua về là được à, cứ vậy đi hen. Và chị bà nói là ani musun samgyetang geurineunde sigani ireokke ore geollyeo, mua về rồi mẹ bắt đầu nấu nha. Cái bà nói là cái gì vậy ani, ủa cái gì vậy? Nấu nấu gà hầm xăm gì mà mất thời gian nhiều vậy, mất thời gian lâu vậy, ý là vậy ha. Nấu món gì mà nấu gà hầm xăm gì mà mất thời gian lâu vậy? Đúng rồi, càng nấu lâu thì càng ngon mà, càng rục mới ngon. Thả test rồi, thả test rồi. Xong rồi, 맛있게 끓인다고는 그러는데 맛이 괜찮을지 모르겠어요. Nói tôi nấu nấu cho nó ngon nhưng mà không biết nấu thì đã nấu một cách ngon rồi đó, nhưng mà không biết có ngon hay không. Mà chỉ cảnh sát nơi chứ một cái giờ không biết là có nó có ngon hay không. Đó là cái nội dung như vậy đó. Rồi bây giờ mình mời bạn Hảo với lại bạn Mùa Mưa họ đọc lại cho mình đoạn hội thoại này nha. Hảo với lại Mùa Mưa. 어제는 폭풍 치더니 오늘은 무슨 날씨가 이렇게 후덥지근한지. 비가 온 모양이에요. 빨래는 끄덕였어요. 다음 주부터 장마가 시작된다는데 벌써 시작인가? 오늘 점심은 뭐 드시겠어요? 삼계탕이라든지 간국수 같은 게 어떠세요? 근처에 삼계탕이나 먹을까? 삼계탕 끓이려면 딱기랑 인삼 같은 게 필요한데. 정철이 한테 사오게 지키지 뭐. 아니 무슨 삼계탕 끓이는 때에 시간이 mẹ kìa. Bữa nay Thảo đó. Đóng vai bà luôn hả Mưa? Thì rồi ok.
Ok. Rồi, các bạn có hiểu ngay chỗ cứ đi ninh gạch một cái T không? Chỗ này là mình học rồi nha. Đây không phải là ninh T nhưng mà là ninh cọt hoặc là ninh cọt. Nhớ phân biệt chỗ này nha. T ở đây cái gì hoặc là nơi nào đó, cái hoặc là nơi. Cái việc gì đó. Rồi, bây giờ nội dung này có thể mọi người có không hiểu phần nào thì mọi người hỏi nha. Mà sẽ kế cứ đi tàu cố hả? Cứ đi tà là động từ mà. Cứ đi tà là động từ gì đây? Nấu. Ừ. Bị động, ừ, động từ bị động. Nấu thì nó cộng. Thì động từ không có bắt chim mình cộng với ni ưn. Còn động từ có bắt chim thì mình cộng với ninh. Ninh tà cô. Ví dụ như là một tà thì là một tà cô hen. Nhắc lại nha. Nhắc lại để mọi người quên. Tà cố hai tà nghe nói là mà trong trường hợp nếu là động từ á lấy cái từ cơ bản là ca tà nghe nói là đi thì mình nói thế nào đây khanh thà cô khanh tà cố một hết tà gì đó hen khanh tà cố còn một tà nè một tà thì mình chia như thế nào đây một ninh thà cố hết rồi à. Hen nhớ nha còn quá khứ thì mình cộng cái gì đây ví dụ như cát tà nè nhớ không cát tà cố ha tà hen còn tính từ mình cộng với gì đây dịp bư tà nè dịp bư thì mình cộng với tà cố ha tà tóm lại là tính từ và động từ trong thì quá khứ thì mình cộng với tà cố ha tà nhớ cho mình cái phần này nha bây giờ ôn lại đến thôi quên số 1 tính từ hoặc là động từ quá khứ động từ ở thể quá khứ nha thì hai cái này mình cộng với tà cố ha tà thôi nha tà cố nến tà cố ha tà gì đó còn trường hợp thứ hai động từ ở thể hiện tại đó thì mình chia ra hai trường hợp có bắt chim thì cộng với gì ạ có bắt chim thì cộng với gì đây ví dụ một tà một tà nè thì mình cộng với ninh tà cố ha tà còn ca tà không có bắt chim nè thì mình cộng với gì đây ni in tà cố ha tà nhớ vô đây là được ha nhớ cho mình cái này là coi như bí kíp trong tiếng Hàn nghe nói là đó hả cái này cũng dùng giống với cả tà cố ninh tê luôn cái cách chia nó giống chứ không phải là cái nghĩa giống nha cái nghĩa thì tà cố ha ninh tê nói là nhưng nói là cái gì đó nhưng hen cách chia của nó giống y chang nha hiểu chưa ạ ồ này coi như các bạn phải thuộc lào lào luôn đi y chang bản có chương vậy đó nếu mà không thuộc thì mình nhắc đi nhắc lại chừng nào lủng lỗ tai thôi nhắc biết mình khỏi cần học mình thuộc luôn à, rồi vậy thì bài này xong chưa à, tà cố ha tình tê tà cố ha tà là nghe nói là còn tà cố ha tuần tê này là nghe nói là cái gì đó nhưng mà còn tên ở đây là gì đây tên đây là nhằm chỉ sự hồi tưởng quá khứ như là đây là chỉ thì quá khứ nha nhằm chỉ một cái sự hồi tưởng gì mà mình đã trải nghiệm trong quá khứ tên này lúc nào đúng rồi tà tần tê là rút gọn của tà cố ha tần tê ok chưa có không hiểu chỗ nào hỏi tiếp nha hiểu rồi phải không rồi gì thì bây giờ mình qua bài 8 nói chung là nhờ ngữ pháp này lần trước mình học rồi cho nên bữa nay dễ hiểu phải không tại vì trong cái bài hội thoại số 7 này nó chứa nhiều ngữ pháp lắm có ai không hiểu gì không hiểu hết thì cho mình biết hiểu không hiểu thì nói không hiểu Rồi, vậy hôm nay mình qua ngữ pháp bài 8 nha. Ngữ pháp ni ân chi này nè.
Nhiên chi. Hồi nãy mình có gửi qua Cacao cho mọi người cái công thức á. Nhận được chưa? Nhiên chi. Alta Moruta. Nhận được chưa ạ? Giờ vậy thì mở cái công thức đó ra, bây giờ mình coi mẫu xẻ nó. Nên chí ấy ta, đây là dạng câu hỏi gián tiếp nha. Can chập ư mưu không thể y ta, đây là hình thức câu hỏi mà thuộc dạng câu hỏi, không phải là câu hỏi trực tiếp mà nó là câu hỏi gián tiếp, thì nó thường thường nằm ở giữa câu, nó nằm ở giữa câu nha. Và trước nó luôn luôn đi với những câu hỏi như là nuga nugu ai, hoặc là khi nào, ổn chề, hoặc là muốt cái gì, tại sao là where, ổ tốt khe như thế nào, ổ ti là ở đâu, ở nơi là nào, ở tên mưu sinh gì, ở ma là bao nhiêu. Thường thì nó đi đầu câu á, hoặc là trước nó là có những cái câu hỏi này, và cái đuôi của nó thường là những cái đuôi gì đây, alta biết, murita hỏi, murita là không biết nè, mutta là hỏi nè, malhata là nói, kiyakhata là nhớ, sengakhata là suy nghĩ đó. Bây giờ cách chia nó như thế nào, các bạn nhìn ở giữa at os nun chi, nếu mà ở dạng quá khứ á, thì mình cộng với nin chi, cát ta thì là cát nin chi, mỏ gót ta là mỏ gót nin chi, hoặc là khất khư ta, đã lớn thì nói như thế này, khư ta là gì đây, khất ta, khất ta thì mình chia như thế nào đây, khất nin chi rồi. Và nếu mà động từ nè, động từ thì nó chia ra cái dạng hiện tại nin hoặc là ni in, các bạn xem. Mình chỉ coi động từ nha, động từ kata, động từ chi như thế nào đây, kata kanin chi, không bắt chim thì mình không có bắt chim, không không có bắt chim hay là có bắt chim, tất cả đều cộng với nình chi hen, có bắt chim hay không có bắt chim tất cả đều động cộng với nình chi, ca tà thì là ca nình chi, một tà là món nình chi hen. Rồi bây giờ tới đâu các bạn thử chia coi. Thì quá khứ của thịt tà, mình chia như thế nào đây, thư đất nình chi, rồi thứ đó nên chi, rồi ví dụ như là ịp ta bạc y bớt nên chi, rồi vậy thì hiện tại em chia thế nào đây, ịp nên chi. Rồi hồi nãy là thịt ta là gì đây, thịt nên chi, tất cả đều đọc cộng với nên chi, nhưng mà trường hợp hay tà riêu bắt chim thì mình chia thế nào, hiện tại pa nình chì bị mất chữ riêu đi hen, còn quá khứ là gì đây, parat nình chì đó. Chắc là mình phải cho các bạn làm bài tập cái phần này để mọi người nhớ, lát nữa mình gửi cho các bạn hen. Còn tính từ thì mình phải lưu ý hai dạng nha, khư tà chặt tà nè, khư tà thì mình là sẽ chia là khinh khinh chì, khinh chì, còn chặt tà là chặt tà thì mình chia là cha gừng chì. Ngay chỗ này là nó vậy đó. Dạ bây giờ mình quay lại bài, nha. Câu thứ nhất, nó có chữ gì đây, ha tà, đúng thấy không, các bạn thấy câu giữa là ha tà không, thì là ha nình chì, không có bắt chim cũng là cộng với nình chi. Rồi vậy thì câu này mời bạn Đức Việt. Đức Việt, 선영이 지금 어디 있어요? 방에 있는지 뭐 하는지 방에 있는데 뭘 하는지 꼼짝도 안 해. Câu này dịch là như thế nào đây? Bây giờ thì đang ở đâu? Bây giờ thì đang ở trong phòng. Nhưng mà không biết là làm cái gì á, mà biết làm cái gì?
Không có nhúc Cũng chắc là nhúc nhích. nhích. Cấm chắc tủ ảnh nè, không thấy động đậy nhúc nhích, không có nghe tiếng động gì hết á. Hen rồi phòng nghe in nình đề mỗi hai nình chi cấm chắc tủ ảnh nè, có trong phòng nhưng mà không biết làm cái gì mà không thấy nhúc nhích động đậy. Rồi câu thứ hai mời bạn, bạn nào, bạn nào nãy giờ không nói, đổ Hảo đi, Hảo đi, Hảo đi. Kim Bu Yang Ni Ye Jun Ha Se Seo Ne Grande Ở Thi Ka Se Nen Chi Chan Mo Ru Ke Seo. Kim Bu Chang đi ra ngoài rồi ạ. Kim Bu Trăng. Bu Trăng là gì đây? Trưởng phòng ha. Nhưng mà đã đi đâu mà không biết là đi đâu. Ừ, không biết đi đâu mà à, nè, 그런데 어디 가셨는지 잘 모르겠어. 잘 모르겠어요. 가시다 đây là tôn kính nha. 가셨다 thì mình cộng với 는지. Không biết là đi đâu. Không biết rõ là đi đâu nữa, nhưng mà tôi không biết rõ là ổng đi đâu nữa. Rồi câu 3. Không có ổng đây mà nói xấu kêu bằng ổng luôn. Mời bạn Phong, Xưng Phong. Hình như là mình đã mua, hình như đã nha, tại vì neon nè. Neon xanh, xanh sa tà xanh cỏ cả thầy, hình như là đã mua quá mắc. À, ba ca chỉ sư tả đây là gì đây? Bị nói thách á. Ba ca chỉ sư tả ở đây có nghĩa là bị nói thách. Bị mua mắc á. Không biết mà ba ca chỉ sưng go à nín chỉ à ni tả thì mình chỉ là à nín chỉ. Hình như ở đây Anita Anita nó sử dụng trong giống tính từ quá ha. Anita ở đây nó sử dụng giống sân có Anita. Các bạn lưu ý nha, Anita con đang học thuộc cái phần này đi. Anita học mua cái sợi. Không biết là mình có bị mua mắt không? Ba cái gì sân có Anita mua cái sợi. Không biết là có bị mua mắt không? Bị mua nhầm, bị nó thách không? Rồi câu thứ bị mua sớm hả? Rồi câu tiếp theo mời bạn nào đây, mời bạn Giang. Ừ. Có chơi ghi ơn hàng ở đây ít có chắc là sẽ có trong 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 ngân hàng á. Ơn hàng à nè, bên trong á nha, bên trong ngân hàng. À, mình nhớ rồi. Các bạn xem nè, y tà thì mình chia như thế nào đây? In chì nha. Y tà thì mình sẽ chia là in chì, anita thì mình sẽ chia là anin chì. Cái phần này không có phải động từ hay tính từ hết mà là giống dạng danh từ vậy đó. Y tà với ai tà các bạn chú ý nha. Y tà thì mình chia là in chì, còn anita thì mình chia là anin chì. Ừ, rồi ok. Rồi câu thứ năm mời bạn Hảo. Ai làm bể? À, y cúp bông. Nuga kênh gì? Palin đều mà he. Hãy nói thật đi. Hãy nói thật đi. Có sao nói vậy? Palin đều có sao nói vậy? Nói thật đi. Nói rõ. Nói đúng sự thật đi. Ai đã làm bể cái bình bông này? Chê cả ảnh ảnh kết rồi. Tôi không có làm bể. Rồi, câu tiếp theo mời anh Phong. Phong Việt Nam.
안 맞아. Cứ như là mình đang nói với người khác á, ủa sao nó không nhận điện thoại? Dân, không biết là có phải không biết có phải không có ai hay không. Tín hiệu đi như là đổ chuông mà không ai bắt máy hết. Có đổ chuông nhưng mà không ai bắt máy. Rồi, ok. Rồi, ngữ pháp này xong, bây giờ mình qua ngữ pháp tiếp theo. Niên tề tô hoặc là ninh tề tô. Ninh tề tô. Cách chia khi nào dùng ni in, khi nào dùng nên. Bạn nào có thể còn nhớ không? Ca tà. Ca tà thì chia như thế nào đây? Khả năng đề tốt. Giang. Ca tà chia như thế nào đây? Như mình học cái quyển trung cấp rồi thì phải. Cái phần để coi là coi. Đây 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 đây. Tha nên tê. Có bắt chim không bắt chim thì cũng cộng với nên tê. Đúng rồi. Còn tính từ thì như thế nào? Tính từ. Tính từ chặt tà. Nó giống như nền trí hồi nãy thôi hen. Chặt chả gân tê. Tù. Chặt tà. Nhìn lại bảng nha. Nó giống như nãy thôi. Mình nhắc lại. Chặt tà. Thì là chả gân tê tù khư tà. Khư tê tù. Ồ mấy cái này nhức đầu quá. Rồi. Đúng rồi, nên tê mà thêm chữ tô. Tô đây là gì đây? Dù, tuy. Nhưng mà, ha, nó cũng giống vậy thôi. Thì nghĩa thì mình giải hiểu rồi, nhưng mà cái cách chia nhiều khi mình không nhớ. Khư tính từ với lại động từ này giống chia chia giống như lại nên trí hồi nãy thôi. Tính lại làm lại nha. Rồi, khất tà. Chia đi, các bạn chia đi. Khất nên tê tô rồi. Chà gắt tà. Thì đúng rồi đó. Rồi. Kha ta. Kha ta. Kha ta thì là kha nên đê đô. Kha nên đê đô. Rồi. Có chim như chữ chập tà đi. Chập tà bắt. Chập nên đê đô. Rồi. Đã đi. Nhưng mà. Kha ta đi. Kha nên đê đô. Chập bắt tà. Thì chỉ như thế nào đây? À, chà bá nên để tôi. Rồi, gì? Gì ạ? Không. Hồi nãy khinh tê tô là hiện tại. Quá khứ là mình phải cộng át ớt chứ. Đừng nhầm nha. Khư tà nè. Khư tà mà ở hiện tại đó. Thì mình chia là khinh tê tô. Còn đã lớn là khót. Nên tề tô. Nhớ nhen. Rồi ok. Rồi bây giờ trả lời bài. Mấy cái này nhức đầu thật chứ. Rồi câu thứ nhất. Câu thứ nhất. Cái nghĩa đó là dù cái gì đó nhưng mà. Hoặc là mà cũng nha. Đâu mình thử làm câu thứ nhất mình làm thử nha. Sơn Dương à. Mỗi hà ní. 친구가 왔는데도 내다보지 않고. 선영, làm cái gì vậy? Bạn đến rồi mà sao không? Bạn đến mà cũng không chịu ra nhìn. 내다보지 않고. Không nhìn. Không ngó ra, không nhìn ra. Bạn đến rồi mà cũng không nhìn, không chịu nhìn ra, không. Rồi, không chịu ra nhìn. Rồi câu thứ hai. Bạn nào đây? Bạn
Thảo. Chị는 정말 부지런해요. 집에 뭔 데도 언제나 제일 먼저 회사에 와요. 조진수 아달라겐 외수 진수 부지런하다 라 시행량 강구. 안녕하세요. 아니요, mà lúc nào cũng đến công ty trước tiên. 수진 씨 thật sự là rất là cần cù siêng năng, quá là siêng năng, chăm chỉ siêng năng vậy đó. Chỉ biết mệnh đề tôi à, cái chữ mới tà hồi nãy mình quên giảng. Mới tà tính từ có bắt chim là riu thì mình sẽ mất riu đi, mình chia là mệnh mệnh đề tôi ha, tính từ mất riu đi. À, dù nhà xa nhưng lúc nào cũng đi đến công ty trước nhất, trước hết. Dù nhà xa nhưng bất cứ, nhưng là lúc nào cũng đi đến công ty sớm nhất, trước nhất. Rồi câu thứ ba, mời bạn Xuân Phong. Xuân Phong. Sinh hoạt khó khăn. Ừ, khó khăn, ừ, sinh hoạt khó khăn. Thực ra là coi như là giống như là bị đổ nợ. À, thường thường có thể mình thêm cái đuôi là bulku hako nữa nha. Nin de to bulku hako nó có nghĩa là bất chấp hoặc là dù là cái gì đó, bất chấp cái việc gì đó, hoặc là dù là trong câu này thì mình dịch là dù là dù có làm việc chăm chỉ đi nữa nhưng lúc nào cũng thiếu nợ. Rồi. Chọc cha đổ nợ giống như là vàng, để coi là cái chọc cha, chọc cha, chọc cha, chọc cha lâm là vào tình trạng thiếu hụt, hụt tiền á, thiếu tiền, hụt tiền. Chọc trai không? Thiếu tiền hoặc là hụt tiền. À. Rồi câu thứ tư, mời bạn. Bạn nào nãy giờ chưa đọc? Em, rồi em đi. Anh mà gọi bằng em luôn. Hả? Ít tuổi hơn hả? Ừ. Tại vì nhiều bạn lớn tuổi hơn mình mà cứ gọi em cái mình cũng chơi em luôn. Mình gọi bằng em luôn. Rồi, tiếp. Ừ, hình như là thật sự hình như là tôi không có tài nghệ nấu ăn, không có tài nấu ăn thì phải. Dù đi chép bù cố hết nên đề tủ mà sẽ học sale, dù dù có xem sách hướng dẫn nấu ăn, làm nấu ăn, dù có xem sách hướng dẫn nấu ăn nấu nhưng mà cũng không có ngon, nấu dở không ngon vậy là khỏi có giờ luôn. Ủa, có bạn nào có gia đình chưa? Trong nhà mình, trong nhóm mình. Anh Phong, Phong. Anh Phong nấu ngon không vậy? Tạm tạm. Ủa, tạm tạm. Kệ nấu tạm tạm đi, khỏi nấu. Vậy vợ, vợ anh nấu hả? Giang. Sao, không nói luôn rồi. Hảo. Nu vô đi ha xèo. Gì cười? Rồi. Rồi, thứ dữ nữa. Giống mình rồi đó. Còn anh Việt. À.
Rồi có ai nấu đấy, trong trong nhóm mình có ai nấu ngon không vậy? Vân hả? Mình chỉ biết nấu món món gì ta, mình không biết nấu món Việt Nam, buồn tại vì không có nấu lần nào hết, buồn. Buồn ghê, ăn toàn mẹ chồng nấu mà. Được. Người ta nói có câu như thế này nè, người nào nấu ăn ngon thì người đó cực, còn người nào nấu ăn dở thì đâu có nấu đâu, không có dở là gì chứ, gầy hả? Ừ, rồi trở lại bài nha, tiếp theo mời bạn Giang. Tal là của hà tạ, tal là của hà tạ, một a o, tal là của hà tạ là gì đây, cái đuôi gì đây, đồi a o, tal là của hà tạ là gì đây, ai đó đòi gì đó. Dù nhà có nhiều đồ chơi nhưng mà vẫn đòi mua nữa, vẫn đòi mua nữa nha. Rồi câu số 6. Bạn nào đây? Bạn Hảo. Chán nên để tôi quá khứ cha tà chắc tà thì mình cộng với nên để tôi qua, dù qua ngủ nhiều mà vẫn mệt mỏi, thấy mệt mỏi. Rồi ok, rồi bây giờ mình qua cái ngữ pháp thứ ba đi nhanh để ủa mới đây hết giờ, mình đi đến cái ngữ pháp a ô tà. Có ai chưa học ngữ pháp này không hả? Có vẻ trước nó là cái gì đây, trước nó là cái gì, tính từ hay động từ? Luôn luôn là tính từ nha, tính từ cộng với a o bo i ta, trông có vẻ, trông có vẻ như thế nào đó hen. Cách chia của nó như thế nào đây, a o bo ta làm gì đó thử, trông có vẻ như thế nào đó, tính từ chặt tà đi, chặt tà trông có vẻ nhỏ thì nói thế nào đây ạ? Chà ga bôi giờ vô, chà ga bôi giờ vô, rồi trông có vẻ lớn khư tà. À, khô bùi ơi, khô bùi ơi, trông có vẻ lớn, trông có vẻ trông có vẻ trẻ đi, trẻ trung, chậm tà. Chơi thế nào đây? Chậm mơ bùi ơi, chậm mơ bùi ơi. Rồi, cơn căng ha tà. Nè, con gan he bui rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, mua sắp tà. Mua sắp tà. Mình chia thế nào đây? Mua sơ vơ bui rồi. Mua sơ vơ bui rồi. Trông có vẻ mập. Mập là gì đây? Tương tương. Tương tương. Nè, tương tương he bui rồi. Trông có vẻ mập. Tương tương he bui rồi. Rồi, các bạn thử nói nha. Các bạn lắng nghe mình. Không phải nhìn trong sách đâu. Anh ấy trông có vẻ sâu, đẹp trai đi, đẹp trai là gì ạ? Chảy sen kia đà, cứ nên chảy sen kia, chảy sen kia bồi rồi tập tập ha ta là gì đây ạ? Ngập ngập nghẹt, bực bội, ngập nghẹt. Rồi trông có vẻ ngột ngạt quá à. Tạp tạp he bôi rồi à, tạp tạp he bôi. Trông có vẻ dơ, tô đốc tà, tô đốc tà là dơ.
더러워 보여요. 더러워 보여요. 나 luôn luôn là tính từ nha, trông có vẻ như thế nào đó. Rồi các bạn trở lại bài câu thứ nhất. 옷이 작아 보여요. 물에 말았더니 줄었나 봐요. 아, 옷이 작아 보여요 là gì đây? Cái áo. Ồ, trông có vẻ nhỏ quá, chặt quá, nhỏ quá, chặt quá. 물에 말았더니. À. Tony hồi nãy mình có nói rồi. Vì nên hen, à ơ sờ, vì giặt nước nên hình như đã bị co lại. Chul ta. Cuốn lại hả? Thu lại, chu chu lại, co lại, bị co lại, bị rút lại, co lại, giặt nước nên hình như nó bị rút lại, co lại. Rồi câu thứ hai, mời bạn mưa. Còn cái nữa, có chuyện gì vậy? Khi buôn bối loạn chùa bùi trong có vẻ trong tâm trạng có vẻ không được tốt nha, tâm trạng có vẻ không được tốt. Rồi câu 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 nữa, chi gặp với ý đồ bơ đất sò. Ồ, vì tôi làm mất cái ví. Rồi câu thứ ba, mời anh Phong. Hồi xin, hồi xin. Sẽ chắc là trông trẻ hơn. Sẽ trông trẻ hơn so với tuổi. Rồi mời Xuân Phong câu thứ tư. Creo, vậy hả? Vậy hả? Hình như là vậy. Creo, vậy hả? Achimata suyon heso kuren kabayo. Chắc là mỗi buổi sáng tôi tập bơi, tôi bơi cho nên là vậy á. Rồi, câu thứ năm, mời bạn. Giang. Dừng lại đi, tạm dừng rồi đi vào rồi ngủ đi. Cho ngủ. Thế hãy dừng lại rồi đi vào ngủ đi hen. Rồi câu thứ sáu, mời bạn Đức Việt. 긴장시키지 마세요. 무서워 Là gì đây? In sang sư chi ma seo. In sang sư ta. Ở đây là đừng có ngầu mặt lại, đừng có cau mày, đừng có nghiêm mặt ấy, được không? Đừng có nghiêm mặt, đừng có nheo mặt, đừng có ngầu. Các bạn muốn diễn tả sao bạn diễn? Nhìn sợ quá à. Đừng là mặt ngầu sợ quá à. Rồi, bây giờ mình qua ngữ pháp cho đồ. Mấy cái ngữ pháp này đơn giản quá à. Cho đồ là gì đây? Giống như là cái gì đó. Rồi các bạn câu xem câu thứ nhất. Câu thứ nhất thấm bông tê tà là gì đây? Thấm bông tê tà. Dạ từ điển ra. Như là bừa cái gì cẩu gì đó. Thấm bông. Thấm bông tê tà. Có ai tìm ra chưa? Như là ồ, chim chắc hạ chi một thà cố chà cụ hâm bù rồ tôm bì mía mèo bạp vui kế ôm chì kì tam băng tề tạ, tam băng tề tạ nó bằng với tam băng tề tạ, để mình tìm thử coi. Tam băng
hình như là bừa bãi ẩu tả gì tâm bông, không có được chín chắn. Để mình xem lại nha. Tâm bông. Ủa không có từ điển hả mọi người? Vậy là tìm bằng tiếng, vậy là phải tìm bằng tiếng Hàn rồi. Tiếng Hàn của nó là Hamburo, Sotulu, Tia Tư Tạ. Sotulu, Hamburo rất là cẩu thả. Rất như là không có được nghiêm chỉnh, không có được không có được không không có cẩn thận, coi như là cẩu thả, không có được cẩn thận cho lắm á, không có cẩn thận nha. Natcharam thẩm bơn tên nên xà đàm tú ổ sức rồi ạ. Chắc là không có ai ẩu bằng tôi hết.글쎄 오늘 아침에 열쇠를 차에 두고 내렸지 뭐니? 글쎄 오늘 아침에, và buổi sáng ngày hôm nay tôi bỏ quên chìa khóa trong xe rồi xuống, rồi đi xuống đi đi đi, đi về á, đi ra như là bỏ quên chìa khóa trong xe, không có cẩn thận cho nên là bỏ quên chìa khóa trong xe, coi như là cái người này cái tính tình không có được cẩn thận, như ẩu bừa ẩu tả. Rồi câu thứ hai mời bạn Hảo. Ừ, chỗ xuất ta là gì ạ? Phát triển sớm. Mà tôi cốt ở đến chờ đó hèo. Đứa trẻ đó đó quá là phát triển quá là sớm hen, cho sốt hèo phát triển quá sớm. Mà tôi cốt ở đến chờ đó hèo. Nói chuyện giống như là người lớn vậy đó. Rồi câu thứ ba mời bạn Xuân Phong. Thôi nói ly tà lại là chọc ghẹo ai đó nha, chọc ghẹo. Nói ly chi mà sẹo, đừng có chọc ghẹo Su Jin chị ở ngồi đi, đừng có chọc ghẹo Su Jin á. Su Jin, khuôn mặt của Su Jin đỏ, trở nên đỏ như là trái táo. Mắc cỡ á, ý là mắc cỡ á nha. Rồi câu thứ tư mời bạn Phong. Anh Phong bên Việt Nam nha. Anh của tôi mui kê là gì ạ? Hải cẩu hả? Hải cẩu cho nước cho biển. Trời ơi hết người, trời ơi so sánh như con chó nước vậy. Chó biển hết chỗ so sánh rồi. Rồi ok câu năm mời bạn Hảo. Cô chip xe tà, các bạn học cho mình cái từ này. Cô chip xe tà là bướng nha. Cô chip xe tà. Cô chip sen Saram. Sen à gì tố học sinh, không có đứa trẻ nào bướng như tôi. Rồi câu 6 mời bạn Giang. Ông là ông tôi mua sầu đáng sợ giống như hổ, mua sầu dữ như cọp, đúng rồi dữ như cọp, dữ như cọp đúng rồi. Rồi ok mình qua ngữ pháp thứ năm. Ngữ pháp này mọi người chắc là gặp rồi phải không, hay mình giảng rồi thì phải. Ninh bà ra mẹ, đây là ngữ pháp vì nên, nhưng mà sau barame thường là một kết quả không được tốt xảy ra.
À, vì nên trước nó là động từ. Có bắt chim hay không có bắt chim đều cộng với nên và ra me, khỏi cần suy nghĩ cái gì hết. Động từ chỉ cần cộng với nên thôi. Rồi, vì nên. Câu thứ nhất, mời bạn Đức Việt. 안경도 잃어버렸어. 안경도 잃어버렸어. mắt kính anh cũng lại cũng như là anh lại làm mất kính à. Anh chân tôi anh chân ấy Irobori nên bà ra mẹ vì đánh mất cái mắt kính cho nên huê xài xó yếu tố chế tư rô mà thích sao tôi không có làm việc tốt, không có làm công việc không có được không có làm việc như ý. Chetero. Chetero. Thuận lợi nha. Làm việc không có được thuận lợi. Ở công ty. Công việc ở công ty không làm không được thuận lợi. Rồi câu thứ hai, mời bạn Hảo. Nè, chol ta là gì đây? Chol ta. Buồn ngủ hen, buồn ngủ thì real bát chim mà gặp ni ân thì nó sẽ bị mất đi. Cho nên là cho nên nó thành chữ cho nên bà ra mẹ. Sao được muộn thế? Trong trong là cái điểm điểm đậu cuối cùng bến cuối của xe buýt đó. Vì vì ngủ quên trong xe buýt cho nên là tôi đã đi đến trạm cuối cùng của xe buýt luôn. Rồi câu thứ ba mời bạn Giang. Tôi ok. Nam phiên hả? Nam phiên hả cô hả? Hà cô là gì ạ? Quên không? Và với Nam phiên hả ta? Không phải động từ mà là danh từ cộng với hà cô. Hôm qua đã đi ăn ngoài vui vẻ ăn ăn ngon với chồng không? Hôm qua đi ra đi ăn ngoài với chồng có ngon không? Ngon miệng không? À, vì ông xã đi công tác bất ngờ đột nhiên ông xã đi công tác nên không thể đi. Như là về sịch xã hết xơi á. Đi ăn ngoài coi như là có tốt không á, đi về có trọn vẹn có hài lòng không á, ý là vậy. Rồi câu thứ tư mời bạn mùa mưa quên. À, tơ tư tà là gì đây ạ? À? Tơ tư tà. Từ nguyên thể của nó là tơ tư tà. Ồn, à, ồn. Thì tơ tư tà bắt chim của nó là ri ư. Vì thế nó bị mất đi đúng không ạ? Để ý nha. Rồi. Ấy có két sợi ốc. Em bé thức rồi hả? Nè, dọc chi về sao? Xích cơ rớp kê tơ tư nền bà ra mê. Két sợi ốc.
Em bé thức rồi hả? Dân, ở nhà bên cạnh làm ồn quá nên đã thức rồi. Vì nhà bên cạnh làm ồn quá cho nên nó đã thức thức giấc. Rồi, câu thứ năm mời anh Phong. Anh Phong, anh Phong Việt Nam đi. Trời ơi, hai người tên Phong cái không ai nói hết. Chờ chờ sao. Vì đứa bạn đi mà chân này ó, bị ức như là bị bị mắc mưa, đúng rồi bị mắc mưa. Vì đột nhiên mưa rào nên tôi đã bị ướt hết. Rồi, câu thứ sáu mời bạn Giang. Sao nó sờ? Dập phê. Dập phê sao? Bụt chì tà là gì? Bụt chì tà là gì đây? Va chạm. Kia tư tà. Kia tư tà là gì đây? Kia tư tà. Lấn vào, xen vào. Thì kia tư tà nha. Phải không ta? Xem lại. Xen vào, đúng rồi. Kia tư tà là bị xen vào, lấn vào. Bên. Đột nhiên. Cha sao cô nát xíu bị tai nạn giao thông phải không, bị tai nạn xe phải không, anh đã bị tai nạn xe hả? Vâng. Xe bên cạnh tự nhiên lấn vào nên tôi đã va chạm. Rồi, ok. Ủa, bạn nào có ý kiến gì? Vì xe bên cạnh dập hay sao? Cặp chân ý kia tư nên bà ra mẹ bố chết chất sợi. Như là xe bên cạnh á. Dập hay sao? Cặp chân kia tư. Ở bên cạnh, dập hay sao? Ở bên cạnh, tự nhiên xe nó lấn vào nên đã va chạm. Rồi, vậy đi. Rồi, bây giờ mình đi luôn cái ngữ pháp cha ma cha ha. Bé khóc. Rồi, lỡ có mình đi luôn đi. Cha ma cha là ngay sau khi. Nó bằng với ki ka mu sop ke. Ki ka mu sop ke. Ngay sau khi. Hoặc là bằng với cha là viết tắt của cha ma cha ha. Rồi, ngay sau khi câu thứ nhất mình chỉ cần bỏ đuôi tà ra và mình thêm cha ma cha là được ha, không có cần chi gì hết. Rồi, câu thứ nhất mời bạn Hảo. Đã liên lạc thử đến trung tâm mà thất lạc đồ đạc. Thất lạc đồ chưa? Hay sao ấy, tôi chặt ha chà mà cha. Ngay sau khi đến công ty, tôi đã gọi điện thoại nhưng mà anh thưa đâu quá tè, chưa có nhận được, chưa có như là đồ mất đó, chưa có đến trung tâm ha. Rồi, câu thứ hai mời bạn Xuân Phong. Ôm xịt. Ôm xịt. Sao chứ? Vâng,
어머니께서 많이 편찮으세요? 편찮으시다. Đây là từ tôn kính của apuda. Mẹ bị đau nhiều không? Dần. Ngay sau khi ăn ăn cơm, ngay sau khi ăn cơm thì đã ói mửa ra tất cả. Ói ra hết. Rồi câu thứ ba, mời bạn Phong. Ở Tiro, ở Tirunga, đi đâu đó, ở Tirunga, Sara cho sợ. Ngay sau khi học xong, những người bạn của tôi không biết là, ở Tiro, là đi, đã biến mất. Ở Tirunga, đã biến đi đâu mất. Rồi câu thứ tư, mời bạn Hảo. À, mình sẽ đọc là ký ức nhật ký đọc trên chữ n ký ức nhật ký ốp sơ chờ sơ như là trí nhớ không trí nhớ ngày ngày càng trở nên giảm ốp sơ chờ trí nhớ càng ngày càng giảm á nên là ngay sau khi nghe cái gì đi thì cũng quên mất đi rồi câu thứ năm mời bạn Giang. Em tôi ngay sau khi nằm vào chỗ là bắt đầu ngáy ngáy rồi câu tiếp theo mời bạn Mưa. Corin là đâu đây? Corin chỉ cho mình như là khung thành á, ở cái điểm. À, cầu thủ đó. Sirachita đây là ngã xuống. Té ngã. Sirachita có thể là xỉu hoặc là ngã nha. Cầu thủ đó ngay sau khi đến khung thành thì té ngã. Corin. Chị Trâm, Corin phải vào. Đâu mọi người tìm thử coi. Vào hả? Ghi bàn. Rồi rồi rồi. Cầu thủ ấy chị Trâm mới tôi chốc. Ngay sau khi nghĩ con nào mình dịch như thế nào đây? Anh Mưa. Chị cho đúng rồi vậy là cái đá banh nó vô rồi phải không khung thành vô khung thành rồi đó sau khi ghi bàn thì vậy tốt chắc hả ta À, chắc là vào khung thành quá cầu thủ đó khi mà đến ngay khung thành ghi bàn thắng thì đã ngã thôi coi như là đến ngay khung thành ghi bàn thắng thì anh ấy đã ngã con này bên lĩnh vực đá banh rồi ok rồi ok. Chamacha vậy thì bữa nay mình học được 6 ngữ pháp nè các bạn nhớ nha để kỳ sau mình xem cái phần giao tiếp mấy ngữ pháp này đều nằm trong phần đọc hiệu hết các bạn học được ngữ pháp này là các bạn có thể hiểu được những cái phần đọc hiệu hồi nãy mình có gửi câu câu hỏi cái phần thi tôi biết á mà giờ không có kịp thời gian chắc là để tiết sau rồi
Rồi bữa nay mình học tới đây. Các bạn có thắc mắc gì không?